Anh ơi, anh có bé cá tô sai nào chất lượng, tài chính dưới 1 tỷ, cụ thể 500 nghìn không anh? 500 nghìn không anh? Cá nhận mà dưới 500 nghìn à? Đây, đi theo anh. Giới thiệu với em, đây là cơ sở 2 nuôi cá của bên anh, với quy mô là 600m². Tổng diện tích là với 12 bể cá, nuôi cá từ tô sai đến rô sai. Bây giờ anh sẽ mời em đi tham quan một vòng. Đây. Đây, xin giới thiệu với em, đây là cá tô sai. Bên anh nhập từ trại Nagoshi của bên Nhật Bản, một trong những trại rất nổi tiếng. Đấy, chỉ vài trăm nghìn một bé, rất dễ chơi cho anh em. Ô, cá nhận đẹp như này chỉ có vài trăm thôi hả anh? Em tưởng phải vài triệu cô. Đúng em, bên anh luôn luôn chú trọng đến chất lượng và giá cả hợp lý nhất đến với người chơi. Đây là cá tô sai Gusan Kê, rất khỏe và đẹp, bao dạng luôn, rất hợp lý em ạ. Lâu này bên anh có sai là từ 15 đến 22 cm, nhập về từ tháng 3, đã nuôi dưỡng khỏe tại trại. Anh ơi, có bé Sowa nào đẹp không hả anh? Sowa đây em, đây một em Sowa rất tiềm năng. Đấy. Những cái Sumi này mai sau em nuôi lên sai khoảng 3x. Đó. Rất là đẹp. Đó. Công nhận bên anh cá đẹp mà giá rẻ. Thế anh bắt cho em bé này nhé. Bên anh cẩn thận và chu đáo thật. Sau em sẽ ủng hộ thêm và cảm ơn anh nhé. Cảm ơn em đã tin tưởng và ủng hộ mua cá bên anh. Chúc em luôn xinh đẹp và nuôi cá khỏe mạnh. Dạ vâng, em cảm ơn anh.